Chào mừng bạn đến với kênh Holic Audio. Mời bạn tiếp tục theo dõi bộ truyện doanh môn phục quý của tác giả Vân Nghe. Hãy để lại bình luận nếu bạn muốn kênh làm về chuyện hay sách nào nhé. chương 366, Viên Mãn Huy ca đã mọc sau chiếc răng nhỏ, lúc vui sẽ cười đến lộ cả răng, không giống chu thập cửu lúc cười sẽ kiềm chế. Lâm Di đặt Huy ca trên giường, Huy ca lập tức đi tới bên cạnh chu thập cửu. Dùng tay nhỏ sờ thử, sau đó lại đi về phía cửa sổ, cứ như vậy đi đi về về. Phòng bếp đưa cháo tới, Lâm Di nhận lấy muốn đút cho Chu Thập Cửu ăn, lúc này Huy Ca tránh tay nhụ mẫu đi về phía giường. Lâm Di sợ Huy Ca không cẩn thận đụng vào vết thương của Chu Thập Cửu, nâng váy muôn ôm Huy Ca, Huy Ca dừng lại trước mặt Chu Thập Cửu, chẳng biết đang nhìn gì. Một lúc lâu sau mới nói được vài chữ mơ hồ, cha. Cha, đã bao nhiêu ngày trôi qua, đây là lần đầu tiên Lâm Di thấy vui mừng. Lâm Di ôm Huy Ca vào lòng, Huy Ca giấy ra, Lâm Di nhìn Chu Thập Cửu ở trên giường, vẫn cứ nằm đó ngủ sâu, Huy Ca gọi to cũng chẳng tỉnh lại. Lâm Di kéo tay Chu Thập Cửu, chàng cứ ngủ đi, ngủ xong thì tỉnh lại, em sẽ trông đỡ cái nhà này, không để nó sụp đổ. Nhụ mẫm bế Huy Ca đi, Lâm Di vắt khăn lau mặt cho Chu Thập Cửu, vừa làm xong, cùng mama vội vã vào phòng thưa sợ không giấu được nữa rồi nhị thái thái tới thăm lão phu nhân và người quách thị tới chắc chắn lão phu nhân sẽ nói tình hình thực tế cho bà nhưng nàng lại chẳng thể nhốt quách thị ở phủ khang quận vương được cùng ma ma lo lắng không biết làm thế nào mới ổn ngược lại lâm di lại thả lòng, không cần phải sốt ruột ma ma chỉ cần ngăn quách thị ở cửa không để cô ta tận mắt nhìn thấy ta và quận vương ra là được rồi từ trước đến nay quách thị vẫn luôn thận trọng sẽ không dễ dàng rước hoặc vào thân. Cùng mama thấp giọng nói, lỡ như bị truyền ra. Yên tâm, Lâm Di ngẩng đầu nhìn cùng mama, mama chỉ cần không làm cô ta sinh nghi là được. Mấy năm nay Quách thị đều ngồi trên đài xem kịch, luôn bo bo giữ mình. Nhìn thấy Lâm Di không hề hoang mang, cùng mama cũng dần bình tĩnh lại, lau mắt ra cửa bố trí người canh gác, đợi đến lúc Quách thị tới thăm Lâm Di cùng ma ma nói lại lời đã dùng để cự tuyệt chu lão phu nhân. Quách thị rơi vài giọt nước mắt rồi rời phủ. Cùng ma ma quay lại báo cáo, nô tỳ còn tưởng là không ngăn được. Quách thị có thể nắm quyền quản gia nhà cũ, tự nhiên cũng có chút bản lĩnh, nếu không thì sao vợ chồng Chu Nguyễn Cảnh có thể sớm rời khỏi nhân gian chứ? Chuyện trong nội trạch còn dễ nói, quan trọng nhất là tin tức trên triều đình ngày hôm sau người trong nha môn mang văn thư đến muốn để chu thập cửu giao đại ẩn của hộ quân doanh ra lần này tiểu tiêu thị hoảng hốt đây phải làm thế nào mới tốt chứ lâm di nhìn khuôn mặt càng ngày càng gầy của chu thập cửu phân phó cùng ma ma bảo phụ tá trong phủ đi xem sao nếu quả thật là văn thư của triều đình vậy thì giao ra đi tiểu tiêu thị kinh ngạc mở to mắt đây đây không bằng gọi cha con tới bàn bạc xem sao Lâm Di lắc đầu, nếu cha tới phủ khang quận vương thì càng làm cho người ngoài nghi ngờ. Quận vương gia vị chăm sóc con nên mới bị bệnh phải ở nhà. Không thể để chức vị quan trọng trên triều đình trống như vậy, triều đình muốn lấy đại ấn về cũng là hợp lý, mẹ không cần lo lắng. Đại ấn của hộ quân doanh được giao ra một cách thuận lợi. Tướng mới cưỡi ngựa nhậm chức, không ít võ tướng cảm nhận được biến động. Cặng lẽ tới gặp khang quận vương, tại đều bị từ chối ở ngoài cửa mọi người bắt đầu cảm thấy chuyện khang quận vương phi sinh non không bình thường mọi người đang bàn luận việc này thì tin tức trong cung lại càng hấp dẫn sự chú ý của họ hơn bệnh của hoàng thượng càng ngày càng nặng đã chuyển từ thư phòng phía nam về dưỡng tâm điện tất cả tấu trương đều giao cho tam vương ra xử lý tam vương gia bèn ở lại trong cung ban ngày xử lý việc triều chính ban đêm phụng dưỡng trước giường của hoàng thượng hoàng thượng bệnh nặng đến vậy mặc dù tam vương gia chưa được lập làm thái tử nhưng lại cực kỳ có khả năng sẽ đăng cơ làm vua mọi chuyện phát triển đều thuận lợi nhưng tam vương gia vẫn có một số việc không yên tâm nam thư phòng không có người ngoài lâm chính thanh bước nhanh mấy bước đến bên cạnh tam vương gia không phải khang quận vương phi sinh non mà là khang quận vương bị thương tam vương gia hé mắt lâm chính thanh nói thi thể của nhóm ngũ vương gia phái đi giết nhị vương gia được phát hiện ở ngoại ô kinh thành Khang quận vương lại nói đã trinh mắt thấy hộ vệ của ngũ vương gia đuổi về hướng thông châu. Lòng tam vương gia trầm xuống, mồ hôi lạnh dịt ướt tóc mai, nói cách khác, có khả năng khang quận vương đã mật báo, hoàng thượng đã biết được khát vọng tranh vị của hắn. Lâm chính thanh khẩn trương, tấu trương mà khang quận vương ở nhà dưỡng bệnh dâng lên đều do hoàng thượng đích thân phê duyệt. Nếu hoàng thượng không biết thì sao lại an bài như vậy chứ? Vậy vì sao hoàng thượng không động thủ với người bên cạnh hắn, mà lại giao chuyện triều chính cho hắn chứ? Tam vương gia suy nghĩ cẩn thận, mấy ngày nay đã có manh mối gì, nhưng nghĩ đi nghĩ lại vẫn không nghi được gì. Lâm chính thanh thưa, khang quận vương bị thương nặng hôn mê bất tỉnh, nhị vương gia lại đã treo cổ bỏ mình, chắc hẳn hoàng thượng vẫn chưa rõ nguyên nhân hậu quả. Tam vương gia nhìn về phía lâm chính thanh, vậy ngươi nói nên làm thế nào? Không thể đánh cược, lâm chính thanh nhìn thoáng qua tấu trương trên thư án bây giờ vương gia chỉ thiếu một tờ chiếu thư mà thôi hoàng thương đã bệnh như vậy còn ai có thể kế thừa ngôi vị đấy nhưng dù sao dưới hắn vẫn còn mấy để đề nữa hắn không thể đánh cược thấy ngôi vị hoàng đế cứ mất đi như vậy cũng may hộ quận doanh đã được đổi thành tâm phúc của hắn mấy chiếu thư như vậy không phải hắn không thể lấy được cầm mọc bài của ta tới chỗ thị vệ mời đại thần chỉ huy đến nam thư phòng dù sao hoàng thượng cũng đã già, người bên cạnh có suy nghĩ gì ông cũng chẳng thể biết được. Việc này không được chậm trễ, thẳng hay thua đều nhờ tối nay. Chỉ chốc lát đại thần chỉ huy thị vệ trong cung đã được mời đến, mấy người an đạo thành cũng lần lượt tập hợp ở nam thư phòng. Tam vương gia nhìn về phía Lâm Chính Thanh, bây giờ chỉ thiếu một tờ chiếu thư mà thôi, chẳng nguyên viết, trăm trận trăm thắng. Chương 367, viên mãn. Đức phi nương hầu hạ hoàng thượng ngủ, sau đó ép đuổi hết cung nhân ra ngoài, để hoàng thượng yên giấc đi, các ngươi lui xuống đi, ta sẽ ở đây trông coi. Nhóm cung nhân nghe lệnh lui xuống. Chốc lát sau thị vệ trong cung bị đổi. Vừa lúc Tam vương gia đến dưỡng tâm điện hầu hạ hoàng thượng uống thuốc. Ngón tay đức phi nương nương hơi run rẩy, nhưng vẫn nhận khay từ tay cung nhân, đi theo Tam vương gia tiến vào trong nội thất. Vừa lúc hoàng thượng tỉnh lại, nhìn thấy Tam Vương Gia đứng trước giường thì mỉm cười. Tam Vương Gia ngồi trên ghế gấm, vươn tay đắp kín chăn mỏng cho Hoàng thượng, Phụ Hoàng thấy thế nào? Cơ thể có thấy tốt hơn không? Hoàng thượng nhìn ra ngoài cửa sổ, trước giường mọc vài cọng măng đá, từ xa nhìn lại như đang ẩn giấu vài cọng nữa, lại có công nhân vén màn tiến vào dâng trà, Tam Vương Gia dâng trà qua, Hoàng thượng xua tay. Chấm vừa mơ thấy nhị ca của con, nó ẩm ức với chấm. Nó là người chính trực, tại chăm chỉ hiếu học, sau này đăng cơ nhất định sẽ là một hoàng đế tốt. Điểm này chấm vẫn luôn coi trọng, chỉ là con biết vì sao chấm không thích nó không. Tam vương gia lắc đầu, măng đá là một dạng trầm tích hang động phát triển từ nền hang động đá vôi lên, với hình măng, nón thấp nhỏ. Hoàng thượng nói, vì lời thật thì mất lòng. Nhị ca con là đứa bướng binh nhất, không biết cách nói năng uyển chuyển, chẳng như ngũ đệ con hiền hòa biết cách dùng người, làm đế vương, quan trọng nhất là biết dùng người. Chấm sợ nhị ca con xử lý không tốt quan hệ thần tử. Nói đoạn ông nhìn về phía Đức Phi, hơn nữa ngũ đệ và đại ca con đều sinh vào đầu tháng năm, chấm yêu quý đại ca con, chỉ tiếc là nó chết yêu, vậy nên ngũ đệ con luôn được chiều chuộng hơn bọn con. Nghe thì có vẻ hoàng thượng chỉ đang tán gẫu chuyện nhà, nhưng Đức Phi nương nương lại nắm chặt khan tay. Hoàng thượng thở dài, đây đều là những điều người già thường hay nói, chỉ sợ bình thường các con chẳng để ý. Chấm trông coi Giang Sơn mà tổ tiên truyền lại, từ khi bắt đầu ngồi trên Long ỷ đã biết cả đời không thể tùy tiện, tất cả đều phải suy nghĩ cho cả quốc gia. Không thể hoàn toàn coi trọng bất cứ ai, lại càng không thể thể tin tưởng người bên cạnh, cho nên hoàng đế thì phải xưng cổ, xưng quả, đời này trẫm đã phụ rất nhiều người bọn họ đã có công lớn cho đại chu người ngoài chẳng biết được những trẫm lại biết rõ giống như cả nhà mẹ đẻ của hoàng hậu bị xử tràm vì để giữ vững lòng ý của trẫm giống như hoàng hậu vì sao lại cử nhận hết ấm ức vào mình bởi vì trẫm thẹn vì đã sinh lòng nghĩ kỳ với bà ấy nghi ngờ sinh ra con quỷ trong lòng trẫm vẫn luôn không chịu tin mạng của mười người thương gia bà ấy lại chỉ cười một tiếng N oán với người bên gối là thủ khó hóa giải nhất. Biết rõ là ngủ bên cạnh bà ấy thì có thể an toàn. Nhưng nửa đêm tỉnh lại thì lại sợ hãi. Sợ rằng mọi chuyện đều chỉ là công dã trang. Càng già thì lại lo lắng. Thà đốt quách hết những cố gắng lúc còn trẻ cho xong. Trên tay dính càng nhiều máu thì lại càng phải cẩn thận. Ông nhìn Tam Vương ra. Thứ quyền hành này không phải chấm không muốn giao. Chấm chỉ sợ đã nhìn nhầm người sau này chẳng có mặt mũi gặp tổ tiên, thể là chấm phân vân giữa nhị ca và ngũ đệ của con, chẫm vô cùng hy vọng có người mang có cả ưu điểm của nhị ca và ngũ đệ con, chấm xem xét kỹ toàn bộ hoàng tử của mình, lại để lọt con. Con dường như chẳng quan tâm chuyện gì, chỉ muốn là một vương gia nhàn tản. Ta lại chẳng biết tính con thận trọng, trời sinh thông minh, chỉ dùng người mình rõ ràng. Nói đến đây hoàng thượng thở dài đáng tiếc cuối cùng lại đi sai đường cô quả đều mang nét nghĩa cô độc một mình tam vương gia run rẩy ánh mắt bắt đầu thay đổi vẻ mặt hoàng thượng tràn đầy chờ mong nếu bây giờ con vẫn muốn là một vương gia nhàn tản thì lập tức rời khỏi cung không bao giờ quay lại nữa tam vương gia nắm chặt tay vẻ mặt tươi cười sao phụ hoàng không gian giang sơn cho nhi thần nhi thần nhất định sẽ cần chính yêu dân nhất định sẽ mang lại hưng thịnh cho đại chu hoàng thượng chẳng kinh ngạc con làm việc thiếu lỗi lạc giáp tâm hại người trăm phương ngàn kế muốn ngồi lên vị trí hoàng đế sau này sẽ chơi đùa với quyền lực chẳng thể một lòng vì nước vì dân điểm này các con đều trăng bằng nhị ca con ánh mắt tam vương gia thâm trầm phụ hoàng quên rồi ư nhị ca đã bị phụ hoàng bức tử trong các con nối dõi dưới gối phụ hoàng chỉ có nhi từ là có tiền đồ nhất nói rồi hắn bung thuốc trên bàn thấp phụ hoàng suy nghĩ quá nhiều không tốt cho cơ thể vẫn nên uống thuốc rồi đi ngủ thôi tam vương gia bưng chén thuốc tới gần hoàng thượng hoàng thượng vung tay hất rơi chén thuốc xuống đất quát một tiếng chói tai điên rồi chẫm không cho phép con còn muốn ép vua thoái vị phải không tam vương gia bỗng nhiên đứng thẳng dậy lui về sau hai bước thị vệ ngoài cửa sông đến tam vương gia bắt đầu hốt hoảng nhìn xung quanh Đức Phi nương nương cũng bị dọa đứng bất động. Màn phía sau giường đung đưa, có hai người bước ra. Tam vương gia dương mắt nhìn, là hoàng hậu người đáng ra phải bị cấm túc ở cảnh nhân cung và nhị vương gia đã treo cổ bỏ mình. Mặt hoàng hậu trầm như nước, nhị vương gia có vẻ uy nghiêm của huynh trưởng, đứng thẳng người nhìn tam vương gia, tam đệ, ta còn tưởng rằng đệ khác với ngũ đệ, không ngờ rằng tâm tư của đệ còn thâm sâu hơn. Ngực tam vương gia nóng lên, không biết sao lại đột nhiên bật cười. Ngay sau đó có một thanh kiếm gác lên cổ tam vương gia. Tiếng cười của tam vương gia lập tức im bắt, sắc mặt tái nhợt. Hoàng thượng lạnh nhạt nhìn tam vương gia. Con có thể đổi chỉ huy hộ quân doanh của chấm, thì chấm cũng có thể đổi chỉ huy thị trong cung của con. Nghe đu lời này thì khí thế của tam ơn gia lập tức sụp xuống. Hoàng hậu nương nương bước đến bên cạnh Đức Phi hoàng thượng vẫn luôn đối xử tốt với bà sao bà lại thông đồng với tam vương ra mưu hại hoàng thượng chứ đối tốt tiếng của đức phi cất lên ta được thái hậu nương nương chọn vào cung hoàng hậu nương nương phải nhớ kỹ khi đó tình cảm của người và hoàng thượng vẫn nồng nàn con của người vừa mất con của ta lại thành cái gai trong mắt hoàng thượng tất cả mọi người đều biết hoàng thượng không thích đại hoàng tử nên hạ nhân cũng lạnh nhạt mới khiến đại hoàng tử mắc bệnh đau bụng khan Hoàng thượng luôn miệng nói đối xử tốt với ngũ vương gia là vì con ta, con ta đã từng được cưng chiều bao giờ đâu. Nói rồi bà ta vừa khóc vừa cười, cả đời ta giả vờ hiền lương, thật ra chỉ là chuyện cười mà thôi, con trai ta cũng thành cái cớ để dùng ái người bên cạnh. Mỗi khi tới sinh nhật của ngũ vương gia, mọi người đều nói cười vui vẻ, có ai bận tâm đến ta đang bệnh liệt dương không? Hoàng hậu nương nương người nói xem, hoàng thượng đối xử tốt với ta, hay là đối xử tốt với người đau bụng khan bệnh dịch tả với biểu hiện đau bụng dữ dội không ngừng nôn mửa và tiêu chảy tiếng cười trong dưỡng tấm điện khiến cho lâm chính thanh cầm chiều thư chờ ngoài điện kinh hãi thị vệ cánh cổng vẫn coi như chưa nghe thấy gì vui sướng trong lòng lâm chính thanh dần biến thành thấp thỏm hắn nắm chặt hộp chiếu thư trong tay quay người đi xuống dưới bậc thang đối diện có một người bước lên bội kiểm treo trên người bị chàng gõ phát ra tiếng vang như là tiếng tim đập liên hồi của Lâm Chính Thanh. Lâm Chính Thanh bắt đầu tôi tại từng bước, người kia cười mim khiến hắn hốt hoảng kinh hãi, sao khang quận vương Chu Nguyên triệt tại ở đây chứ? Ngoài việc gầy hơn so với ngày trước thì Chu Nguyên triệt không khác gì mấy. Chàng mặc quan bào ngũ trào hành công hải đường, đầu đội kim quan cữu xả, ánh mắt dạng dỡ nhưng nhìn hắn một cách lạnh nhạt, dường như chẳng đặt hắn vào trong mắt, ướt qua người hắn bước lên bậc thang thị vệ hai bên đây của dưỡng tâm điện ra, cúi đầu đợi ở một bên. Đây là Chu Nguyễn Triệt muốn nói với hắn, trong trận biến động trong cung này, chẳng qua hắn chỉ là một kẻ vô danh. Mụ bàn tay lâm trình thanh nổi gân xanh, hung ác nhìn về phía Chu Nguyên Triệt, Chu Nguyên Triệt đã quay lưng về phía hắn, hắn chỉ có thể thấy được dao long đang muốn bay lên trên quan phục của Chu Nguyên Triệt mà thôi. Không biết nghĩ đến điều gì, Chu Nguyên Triệt xoay người lại, ánh mắt như mũi tên sắc bén rơi vào trên người lâm chính thanh chàng cười một tiếng khiến lòng người sợ hãi thấp thòm những điều thành diễm nói là do người sắp xếp ta đã sớm biết rồi chỉ là vẫn còn lại chưa kịp nói với ngươi bây giờ nói điều này đơn giản là để chế giễu hắn mà thôi lâm chính thanh cười kỳ quái người thắng làm vua kẻ thua làm giặc đã thua thì phải chấp nhận có đôi khi chỉ kém một chữ mà thôi tất cả đều là số mệnh cả rồi. Ta phải cảm ơn người, nếu không có ngươi, thì ta đã chẳng thể khiến nàng mở nút thắt trong lòng, giết thành diễm quả là biện pháp không tồi. Lâm Chính Thanh mở to mắt, hóa ra Chu Nguyên Triệt đã sớm theo phe của nhị vương gia, đã sớm biết sẽ có ngày hôm nay. Tức giận, không cam lòng lập tức tràn ngập trong đầu hắn, hắn như muốn ném hộp chiếu thư trong tay về phía Chu Nguyên Triệt hộp chiếu thư đột nhiên bị ngón tay thon dài bắt lấy, trong nụ cười nhàn nhạt của chu Nguyên Triệt có cả sự châm trọng. Lâm Chính Thanh dùng hết sức muốn lấy lại chiếc hộp đó, cả hai tay đều dùng để kéo mà chiếc hộp ấy vẫn không chuyển động, lại dùng sức một lần nữa, chỉ thấy trên tay trọt nhẹ bẫng, hắn ngửa đầu ngã văng ra phía sau. Hắn tăn dọc theo bậc thang xuống, chính tại hắn nghe được tiếng xương gãy vang lên. Kiếp trước chết dưới kiếm của loạn quân hắn thề rằng kiếp sau sẽ báo thù này. Chẳng ngờ lại chết trong tay Chu Nguyên Triệt như cũ, Lâm Chính Thanh hơi ngẩng đầu, thấy Chu Nguyên Triệt cất bước tiến vào trong dưỡng tâm điện, bóng lưng kia giống hệt với kiếp trước. Lâm Chính Thanh nhìn sang bên cạnh, chỉ là kiếp này không có ai chết cùng hắn ở đây. Chẳng biết vì sao Lâm Chính Thanh tại thở phào, máu tươi chảy từ trong mũi hẳn ra ngoài. Bạn đang nghe chuyện trên kênh Holic Audio. Chương 368, viên mãn. Chu thập cửu đã một đêm chưa về, trong cung cũng chẳng truyền tin gì ra, yên lặng như vậy lại khiến người ta yên lòng. Lâm Di đúng dậy rửa mặt, đến phòng xếp nhìn Huy ca. Nàng mới bế Huy ca lên, cùng mama tiến lên thưa, lão phu nhân lại đến, nói lần này nhất định phải gặp được quận vương gia. Cùng mama vừa dứt lời, bên ngoài truyền đến tiếng bước chân. Lâm Di chẳng hề hoang mang mà đặt Huy ca xuống, Chu lão phu nhân đi thẳng vào phòng xếp. Vén màn lên, trên giường chẳng có ai cả, Chu lão phu nhân kinh ngạc tìm khắp nơi, nhìn thấy Lâm Di đi tới, lập tức hỏi, lời đồn ở bên ngoài cháu đã nghe chưa? Chuyện nguyên triệt trọng thương có phải là thật hay không? Lâm Di đưa lão phu nhân đến bên giường ấm ngồi, thở phào nói, là thật, may có chương ngày mới có thể trị khỏi vết thương, tối qua quận vương gia đã tiến cung chắc hẳn lúc này cũng sắp về rồi. Lâm Di tươi cười, sắc mặt không còn ảm đạm như mấy ngày trước, nhắc đến Chu Nguyên Triệt, trong mắt còn lộ ra niềm vui. Chu lão phu nhân không nhịn được run rẩy, sao bây giờ mới nói cho ta? Lâm Di đứng dậy tự tay pha trà cho lão phu nhân, chậm rãi nói, vì thời cơ chưa đến, chỉ sợ làm hỏng chuyện lớn của quận vương gia, cũng để đợi quận vương gia tỉnh lại mới truyền tin ra ngoài chu lão phu nhân nghe ra được ý bên trong giương mắt nhìn về phía lâm di lâm di cười đối mặt với chu lão phu nhân thẩm nương yên tâm nhị tầu không phải là người lỗ mãng lần trước rời phủ cũng không nói linh tinh tin tức quận vương gia bị thương là do chúng ta có tình truyền ra quách thị không nghe lời bà truyền tin tức ra ngoài mà lại thông đồng với lâm di chu lão phu nhân cảm thấy máu nóng xông lên đầu muốn nói gì đó tại run tay không nói thành lời Lâm gì không nhanh không chậm nói, thẩm nương quá lo lắng cho phủ khang quận vương nên tình hình bên nhà cũ không rõ. Nếu không sao có thể có chuyện của đại ca và đại tẩu chứ. Nếu người ở nhà, chắc chắn sẽ không như vậy, người đã từng nghĩ đến chưa? Vì tính kể người ngoài nên mới chuyển đến phủ khang quận vương ở, cuối cùng lại mất tất cả. Rốt cuộc là vợ chồng Chu Nguyễn Cảnh chết trong tay ai, Chu lão phu nhân nên suy nghĩ rõ ràng, nàng không muốn gánh món nợ máu này cho Quách Thị. Chu lão phu nhân nhìn thấy đôi mắt sáng của Lâm Di, nghĩ đến việc Nguyễn Cảnh chết thảm, Quách Thị tiếp quản chuyện trong nhà, bỗng chốc người như rơi vào hầm băng, sắc mặt thân ma ma lập tức cực kỳ khó coi. Chu lão phu nhân muốn viện thân ma ma để đứng dậy, nhưng chân mềm nhũn nên tại ngã tại ghế. khuôn mặt ban đầu đang đỏ bừng của Chu lão phu nhân cập tức trở nên tái nhợt, bộ dạng nhát gan khôm núm của quách thị hiện lên trước mặt bà sao bà chẳng ngờ tới là quách thị thâm ma ma và một nha hoàn nữa một trái một phải đỡ chu lão phu nhân dậy chu lão phu nhân đi mấy bước bỗng nhiên ngã xuống trong phòng lập tức hỗn loạn hạ nhân vội mời lang trung đến dày vò một hồi lâu chu lão phu nhân mới chậm rãi thở ra hạ nhân khiêng kiệu đến đưa chu lão phu nhân về tam tiến viện nghỉ ngơi lão phu nhân muốn về nhà cũ cùng mama thấp giọng bẩm báo, đang sai người thu dọn đồ đạc, sáng sớm ngày mai liền đi, còn sai người về nhà cũ bảo nhị lão gia và nhị thái thái tới đó nữa. Lời đã nói rõ ràng, chu lão phu nhân cũng không còn mặt mũi ở lại phủ khang quận vương nữa. Và lại chuyện của chu Nguyễn Cảnh vẫn chưa rõ ràng, chu lão phu nhân cũng nóng lòng muốn biết kết quả. Chu lão phu nhân trở về nhà cũ để hưởng thụ niềm vui gia đình hay là để gia đình huyên náo không yên thì cũng chẳng còn quan hệ gì với phủ Khang quận vương nữa. Lâm Di đang nghĩ ngợi thì quản sự ngoài viện đến truyền lời, "Quận vương gia sắp về rồi à?" Lâm Di đứng thẳng người, thay giày bồi xanh nhạt thêu hoa sen, mặc bộ áo lông cừu hồng hồ ra đón Chu thập cửu, đi qua hành lang, xuống dưới bậc thang là hẻm tường hoa, đi thẳng là đến cổng viện. Chu thập cửu cũng đang đi đến từ cửa thủy hoa, nhìn thấy lâm di, đôi mắt đen như mực kia liền rực rỡ hẳn lên, khóe miệng khẽ cong nở nụ cười yêu nhã. Năm thiên bảo thứ 30 tất cả phạm quan trong vụ án phản loạn đoạt chữ đều bị xử trảm, cả nhà quốc cửu gia cũng không may mắn thoát được. Sau khi bị bắt giam tam vương gia đâm đầu vào cột mà chết, sau đó vẫn có quan viên vì vậy mà phải vào nhà giam, mãi đến khi hoàng đế băng hà, trận phong ba này mới kết thúc nhị vương gia kế thừa ngôi vua, đổi niên hiệu là Kiến Hưng, tân để đăng cơ phụng trì tấn phong thường hoàng hậu của tiên hoàng làm thái hậu. Năm Kiến Hưng năm đầu tiên, Khang quận vương được tấn phong làm Khang vương, thứ tử Khang vương được ban tên Hằng. Năm đó Tùng Dương cư sĩ viết thiên bảo tạp ký, trong đó trừ việc ghi chép cuộc nổi loạn của hai vị vương gia thời thiên bảo, còn đề cập tới tình cảm hòa hảo, cầm sắt hòa ca của vợ chồng Khang Vương, truyền thành giai thoại chương 369, Ngoại truyện Phó Thác, 1. Khang Vương Phi tới, nghe được tiếng của mama canh cửa, trịnh thất tiểu thư buồng kim khâu trong tay xuống, sai nha hoàn hầu hạ mình đi giày vào, ra đón Lâm Di. Lâm Di cùng tường thị cười nói bước vào, nhìn thấy khuôn mặt ngượng ngùng của trịnh thất tiểu thư thì ý cười trên mặt lại càng đậm hơn. Tiểu nha hoàn dâng trà lên, mấy người ngồi trên giường trò chuyện. Trịnh thất tiểu thư hiếm khi cẩn thận, bưng chén trà uống từng hớp nhỏ. Lâm di sai hổ đào lấy bánh phủ dung mới làm ra, trịnh thất tiểu thư chỉ nhìn thoáng qua đã cúi đầu buồn rười vui. Lâm di và tưởng thị hiểu ý cười, lại khiến cho trịnh thất tiểu thư bắt đầu ngại ngùng. Lâm di cười hỏi, sao rồi, mọi chuyện đều đã chuẩn bị xong chưa? Hôn sự của trịnh thất tiểu thư đã được định, chỉ là huệ hòa quận chúa sót con gái, mãi không quyết định ngày cưới, may mà thôi ra kiên nhẫn, vẫn cứ im lặng chờ đợi, cuối cùng trịnh lão phu nhân lên tiếng thì hôn sự này mới được coi là thành. Lâm Di và Tưởng Thị tự làm khăn hỉ cho trịnh thất tiểu thư nhận chúc phúc, mọi người vẫn chưa kịp nói chuyện, Huệ Hòa quận chúa tiến vào cười nói rằng, đổ mà hai người đưa đến là thứ tốt nhất. Nói đoạn bà lại thỉnh thoảng nhìn về phía trịnh thất tiểu thư. Nữ quyền trong phòng đều hiểu được ý của Huệ Hòa quận chúa, Huệ Hòa quận chúa mong trịnh thất tiểu thư gà vào thôi ra sẽ sinh được con đầu là trai. Ngay sau đó Hy Nương đến giảng về các nghi lễ hôm thành thân, đợi đến khi Hy Nương lui ra ngoài, trịnh thất tiểu thư nắm chặt tay Lâm Di, hôm đó các cô nhất định phải đến đây. Lâm Di gật đầu đồng ý, được, lúc này trịnh thất tiểu thư mới thở phào. Tưởng thị nhìn đồ nữ công được giấu trong góc, phía trên là hình nguyên ương nghịch nước đó. Lâm Di cười nói, nghe nói tổ tiên thôi ra ở phủ Dương Châu, chắc hẳn sẽ không thiếu những thứ này. Trịnh thất tiểu thư không hiểu ý của câu nói này, ngẩng đầu nghe cẩn thận. Tưởng thị tiếp lời, nghe nói ngày cưới được định ra, trong tộc đã phải vài nha hoàn tới, đều là những người có khả năng thiêu thùa cực kỳ tốt, trong kinh hiếm có ai có tay nghề như vậy. Trước đó vài ngày cũng có nhu nhân trong tôn thất doanh tới thôi ra muốn mời một người tới phủ dạy nữ hài trong phủ thiêu thùa. Thôi lão phu nhân không chịu đồng ý, nói rằng phải đợi đến khi hôm sự của tam gia thôi ra ổn thỏa mới tính. Nói đoạn Tưởng thị nhìn về phía Trịnh Thất tiểu thư, Trịnh Thất tiểu thư vẫn chưa hiểu rõ, khiến cho Tưởng thị bật cười. Lâm Di nén cười giải thích, lão phu nhân thôi ra muốn chờ sau khi cô vào cửa chọn xong nha hoàn mới cho người ngoài mượn. Bây giờ Trịnh Thất tiểu thư mới hiểu được, Lâm Di và Tưởng thị cười nữ công của nàng, vội đỏ mặt cầm lấy dấu dưới váy trong phòng lại là một trận cười đang nói gì vậy rèm cửa xanh tươi khẽ động lâm huyền được người đỡ từ từ bước vào phòng lâm di đang ngồi trên phần gần cửa sổ đi đôi giày vải lục sắc thiêu hoa trên búi tóc là đồ trang trí ngọc trai đính lông bên cạnh cài trăm mẫu đơn năm cánh từ bảo thạch trông vừa đoan trang lại không mất đi vẻ thanh lệ đôi mắt lâm huyền tối sầm lại nhớ tới dáng vẻ lúc mới vào kinh của lâm di Ai có thể ngờ được kết quả như bây giờ, Khang Quận Vương được tấn vị trở thành Khang Vương. Hoàng thượng để cho một người khác trong dòng tộc của Khang Vương đảm nhiệm vị trí Kỵ đô úy, một nhà hai tước, điều này cực kỳ hiếm thấy trong tôn thất doanh. Lâm Uyển tiến lên hành lễ, Lâm Di vội sai Hồ Đào đỡ Lâm Uyển. Lâm Di nhìn phần bụng lộ ra của Lâm Uyển, cơ thể tỷ đã nặng nề, sao vẫn dám tới đây chứ? Lâm Uyển ngại ngùng cười trong nhà bị đè nén quá, chẳng bằng ra ngoài dạo một vòng. Năm ngoái Trần Quốc Công xin đi đánh giặc phía Tây, Chu Nguyên Quảng cũng cùng xuất chính với Trần Quốc Công, hai cha con nóng lòng lập công, chẳng ngờ được lại thua trận, Chu Nguyên Quảng tự thấy mất mặt nên đã lâu chưa ra khỏi phủ, ngược lại thì Trần Quốc Công lại hy vọng sớm ngày Đông Sơn tái khơi. Lâm Di nhìn về phía Lâm Huyền, Lâm Huyền lại có thể giữ được bình tĩnh, không vội xin nhà mẹ đẻ giúp đỡ mà yên lặng ở bên Chu Nguyên Quảng, thỉnh thoảng lại đến chùa tế từ thăm Lâm Phương và Điền Thị. Hiện giờ Lâm Phương một lòng theo Phật, mỗi ngày đều muốn giảng kinh cho Điền Thị, huyên viên Thị buông bỏ chấp niệm trong lòng. Có lẽ từ trước đến giờ Điền Thị chưa từng nghĩ đến chuyện sẽ được nghe Lâm Phương giảng kinh hết phần đời còn lại. Ẩm ý trong phòng trịnh thất tiểu thư một hồi, tiễn Lâm Nguyễn đi, Lâm Di và Tưởng Thị ngồi một thêm một lúc cũng đứng dậy ra về huệ hòa quận chúa tự mình tiễn lâm di ra tận cửa thủy hoa huệ hòa quận chúa nhớ đến chuyện chu nguyên kỳ được phong tước nghe nói cáo phong của trần quốc tướng quân sắp được ban xuống rồi tưởng thị ngại ngùng cười ý chỉ đã được ban tông nhân phủ còn cần chuẩn bị lễ nghi lúc nhị vương tranh loạn chu nguyên kỳ lừa gạt tam vương gia và ngũ vương gia đưa hoàng thượng vào cung ban thưởng tước vị cũng chỉ là chuyện sớm muộn mà thôi huệ hòa quận chúa nhìn kỹ tưởng thị vậy trận đánh kia là đánh nhầm rồi tính tình lão gia không tốt việc vẫn chưa làm rõ ràng thì gậy đã đánh xuống trước may mà cha con không sinh thù lúc trước tin tức vẫn chưa được công bố mọi người đều nghĩ chu nguyên kỳ bức chết thánh thượng chu nguyên kỳ về đến nhà đã bị cha nghiêm đánh cho một trận đau đớn dù như vậy chu nguyên kỳ vẫn không để lộ điều gì tưởng thị nhớ tới dáng vẻ cha chồng giận dữ không nhịn nổi mà bật cười cha chồng đã nói, sớm muộn gì cũng sẽ bị đánh một trận, thôi coi như vì lý do khác. Lâm Di nghe vậy cũng cười, đến giờ lão gia vẫn không chịu cái đầu, chẳng trách mấy năm trước hai cha con ầm ĩ một trận. Tưởng thị ngừng một chút rồi nói, thật ra cha chồng cháu mừng lắm, nửa đêm còn tới từ đường dâng hương, lúc bị mẹ chồng cháu cản lại, còn nói là ra ngoài thay quần áo. Cả người đầy mùi nến, sao có thể lừa được mẹ chồng cháu? Nói đến đây, hạ nhân đã chuẩn bị xong xe ngựa, Lâm Di và Tưởng Thị đang muốn chia nhau lên xe thì thấy một bà từ từ xa vội chạy tới báo tin. Cùng Mama nghe xong lập tức tới trước mặt Lâm Di bẩm báo, nói rằng lão phu nhân không ổn rồi, mời Vương Phi đến nhà cũ à. Tưởng Thị cũng dừng bước chân, nhìn Lâm Di, ta đi cùng muội, nếu có chuyện gì thì cũng tiện giúp đỡ. Lâm Di gật đầu, phần phó cùng Mama tới Thái Y viện mời ngày tới cùng mama vội xuống bổ trí, tưởng thị cùng lâm di lên xe ngựa của khang vương phu. Xe ngựa bắt đầu di chuyển, tưởng thị mới hỏi lâm di, nghe nói lão phu nhân chia nhà, chia phần của chu Nguyễn Cảnh cho toàn ca. chu lão phu nhân đột nhiên trở lại nhà cũ, muốn lại quản gia lần nữa, sao quách thị lại chịu buông tay chứ? Trước đây chu lão phu nhân chằm chằm vào chu thập cửu không quan tâm đến phía quách thị, bây giờ trong lòng có nghi ngờ, cẩn thận điều tra cách làm việc của Quách thị, tự nhiên sẽ tìm ra được dấu vết sót lại. Quách thị chịu thiệt, mấy hôm trước còn đến tìm ta, nhờ ta khuyên nhủ lão phu nhân. Nghe Lâm Di nói vậy, Tưởng thị kinh ngạc nhướng mày, cô ta thật dám ăn nói, còn tưởng muội vẫn còn mơ màng không biết cơ. Quách thị vẫn luôn lợi dụng nàng để kiềm chế Chu lão phu nhân và Chu đại thái thái, nàng vất vả lắm mới tiễn được Chu lão phu nhân về nhà cũ sao có thể để quách thị dùng lại chiêu cũ nhưng bây giờ chu lão phu nhân cũng chỉ là nỏ mạnh hết đà muốn chèn ép quách thị không phải chuyện dễ dàng hai người cứ nói chuyện rất nhanh đã đến tôn thất doanh tưởng thị và lâm di cùng nhau xuống xe thân ma ma đứng ở cổng vội nghênh đón cung kính hành lễ với lâm di và tưởng thị thế nào rồi lâm di vừa đi vừa hỏi thân ma ma thân ma ma lắc đầu không tốt lắm mấy đêm liền không chợp mắt Uống thuốc cũng vô dụng, Nô Tỳ nhìn mà lòng đau như cắt, ngày chăm cứu rồi mà cũng không thấy đỡ hơn. Trở lại nhà cũ, Chu lão phu nhân lại càng nhớ Chu Nguyễn Cảnh. Đến trước cửa phòng của Chu lão phu nhân, nha hoàn vẫn chưa vén màn lên đã nghe được giọng khàn khàn của Chu lão phu nhân truyền ra, nhà chúng ta đã bao giờ gặp phải tình trạng cùng đường như vậy, trước đây lúc ta quản gia đã sai người tính rồi, nhà chúng ta trong 20 năm không thể sa sút như vậy cho dù Tống Nhấn Phủ không phát gì cả, thì bọn toàn ca cũng không phải lo nghĩ gì, sao lại kho bạc lại trống rỗng như thế này chứ? Lâm gì không có ý muốn vào phòng, nhà hoàn cũng cúi đầu đứng đứng trước cửa theo quy củ. Tiếp theo là tiếng khóc của Quách Thị, mẹ, con dâu cũng chỉ mới tiếp nhận việc nhà từ trong tay đại tẩu, người nhìn sổ sách mà xem, từ khi con dâu tiếp nhận thì việc gì cũng ghi rõ ràng. Trong phòng truyền ra tiếng vỗ bàn, thôn trang trong nhà hàng năm đều bị hao tiền, chẳng phải chỗ tiền này là do cô tham u. Quách thị lập tức ngừng khóc, mẹ, sau khi con dâu tiếp nhận thì tình hình của thôn trang đã tốt lên nhiều, trước đây nằm trong tay đại tẩu đều bị ít hơn một vạn, đừng nói là những thứ mà người đã giành dụng được, đã động đến gia sản của tổ tiên, con dâu cũng phải giật nảy mình, thế nhưng trong nhà xảy ra nhiều chuyện như vậy, con cũng không dám nói với mẹ. Chu lão phu nhân cười lạnh, Ý cô nói là nhà chúng ta đã lụn bại rồi. Quách thị không dám nói nữa, chỉ cúi đầu dùng khăn tay lau nước mắt. Lúc này Lâm Di và Tưởng Thị mới bước vào. Chu lão phu nhân nhìn thấy Lâm Di, bàn tay đang đặt trên vai của Toàn Ca nắm chặt hơn một chút. Toàn Ca mở to mắt, mơ màng nhìn đám người trong phòng, bả vai nhỏ bé bị bóp đến biến dạng. Toàn Ca, Lâm Di thấy mà không đành công, đưa tay về phía Toàn Ca toàn ca nhút nhát nhìn lâm di quay đầu tìm ánh mắt của chu lão phu nhân bầu không khí trong phòng khẩn trương quách thị khóc sướt mướt chu lão phu nhân thì tức đến nỗi cả người run rẩy toàn ca đã sớm không chịu nổi chu lão phu nhân buông toàn ca ra toàn ca lập tức chạy chậm đến bên cạnh lâm di toàn ca vừa đi chu lão phu nhân dường như thiểu nơi chống đỡ bả vai sụp xuống ngồi phịch xuống giường la hán quách thị giật mình vội sai người đi mời ngụ ý tiến lên hầu hạ chu lão phu nhân chu lão phu nhân vốn đã tức quách thị muốn quách thị đi khuất mắt bà ta ngay lập tức mà mắt quách thị thì đỏ hồng như là một người con hiếu thảo tự tay đỡ chu lão phu nhân thấp giọng thì thầm thế nào cũng không chịu rời đi chu lão phu nhân há to miệng tại thấy ngực càng ngày càng nặng chớp mắt đã ngất đi may là thân ma ma sớm đã sai người đi mời tang trung tang trung vào phòng bắt mạch lâm di và tưởng thị không giúp gì được nên tới phòng phía đông chờ lâm di và toàn ca vừa ngồi xuống toàn ca đã ngẩng đầu nhìn lâm di thẩm nương nhị thẩm nói trong nhà không đủ tiền bạc để chi tiêu muốn bán nhà cũ có phải thật không ạ à? đôi mắt toàn ca sáng trong lâm di bất giác nhớ tới huy ca và hằng ca hai đứa bé vẫn vô lo vô nghĩ nhất là hằng ca mỗi ngày đều đùa nghịch trong phủ chơi đến mức giống như một con khi nhùng bùn quần áo trên người dường như chỉ cần giặt một lần là hỏng, cho dù Chu Thập Cửu và nàng đã dạy dỗ thể nào, chỉ cần chớp mắt là quên, sao cũng không giống toàn ca cẩn thận từng ly từng tí thế này. Đứa trẻ không có cha mẹ, cho dù có được chăm sóc thỏa đáng thì cuối cùng cũng thiếu nơi để dựa dẫm. Cho dù Chu Nguyễn Cảnh và Đại Thái Thái có thế nào thì toàn ca vẫn chưa từng làm sai chuyện gì. Không sao, Lâm Di thấp giọng đáp, nhị thẩm con chỉ đang bàn bạc với mọi người thôi từ sau khi đương kim hoàng thượng kể vị ngài luôn cổ vũ người trong tổn thất vào quân trên triều đình cũng có ngự sử khuyên can tôn thất nên sống bằng sức mình những tổn thất nhàn tản có thể di cư đến kinh đô thứ hai hoàng thượng giữ lại tâu sớ được dâng lên cử như vậy tạo thành một trận phong ba trong kinh thành không ít tổn thất nghĩ trăm phương ngàn kế tìm đường lui cho mình bởi vì trước đây chu nguyễn cảnh từng phạm sai lầm sợ rằng chu nguyễn quy cũng sẽ bị liên tụy quách thị nói rằng phải chuẩn bị trước đơn giản là vì sợ chu lão phu nhân giữ lại hết của riêng cho toàn ca mà thôi chờ đợi trong thời gian dài như vậy cuối cùng quách thị cũng lộ mặt thật có điều bây giờ chu lão phu nhân mới nhìn rõ thì đã quá muộn danh tiếng của chu lão phu nhân đã chẳng còn như cúc trước nữ quyến trong tôn thất doanh chẳng ai bằng còng giúp đỡ bà ta người ngoài tại càng khó tay chuyển, cúc này chu lão phu nhân mới giận sôi người. Lâm Di và Tưởng Thị im lặng ngồi một lúc. Thân ma ma vội vào phòng hành lễ với Lâm Di, lão phu nhân muốn gặp Vương Phi một lúc. mươi 370, Ngoại truyện Phó Thác, 2 Toàn ca hoảng loạn ngừng đầu, Lâm Di vỗ nhẹ sau lưng Toàn ca, ta vào xem thế nào rồi ra ngay. Lâm Di giao toàn ca cho Tường thị rồi đi vào phòng trong với thân ma ma. Quách thị đang vội sai người bốc thuốc, trên giường chỉ còn Chu lão phu nhân đang nằm. Nhà hoàn buông tấm màn xanh nhạt xuống, Chu lão phu nhân nhìn thẳng về phía của Lâm Di. Đôi mắt của Chu lão phu nhân như là ngọn lửa cháy trong đêm tối, đến khi đã đốt cháy hết thì trở nên ảm đạm, muốn há mồm nói thì lại ho. Thân ma ma vội bước lên vỗ ngực cho Chu lão phu nhân một lúc lâu sau thì hơi thở của chu lão phu nhân mới bình ổn lại nhưng bà ta cũng chẳng còn nhiều sức chỉ hơi hé mắt mãi mới có thể run dày thở dài chẳng ngờ rằng nhiều năm như vậy ta thể mà nhìn nhầm người cuối cùng bà ta muốn giao phó toàn ca cho người có thể dựa dẫm cả đời thân ma ma đứng ở bên lau nước mắt lão phu nhân một lòng đối phó với vương gia và vương phi chẳng ngờ lại bị nhị thái thái tính toán cháu biết được từ khi nào Lão phu nhân nhìn Lâm Di. Quách thị đối phó với nhu mẫu của Chu Nguyễn Quý bằng cách lợi dụng Chu lão phu nhân và Chu thập cửu, từ khi đó nàng đã biết rằng Quách thị không hề đơn giản. Quách thị chỉ cần rơi vài giọt nước mắt, trước mặt người khác thì cùi đầu ẩn nấp, đã có thể diệt trừ đại hòa. Để có thể nhận ra bộ mặt thật của Quách thị, nàng phải cảm ơn Lâm Uyển. Tính tình của Lâm Uyển cũng giống thế, chẳng qua thủ đoạn của quách thị ngoan độc hơn nhiều so với lâm nguyên lâm di đáp đại thái thái đã sai người đặt bàn thờ phật trong phòng nghĩa là đã lùi lại một bước sao lại đột nhiên xảy ra xung đột với đại lão gia chứ chu lão phu nhân cười quái gì khi đó ta chỉ cần điều tra cẩn thận thì nói không chừng nguyễn cảnh đã chẳng rơi vào kết cục như vậy ta thật sự xin lỗi nguyễn cảnh xin lỗi chân thị đây là lần đầu tiên nàng và chu lão phu nhân bình tĩnh nói chuyện như vậy chu lão phu nhân khoát tay với thân ma ma thân ma ma vội ra ngoài một lát sau thì dẫn toàn ca vào toàn ca nhìn thấy dáng vẻ của chu lão phu nhân thì đôi mắt lập tức đỏ lên sợ đến mức đạp cà vào chân chu lão phu nhân vươn tay sờ đỉnh đầu của toàn ca thở dài ta cho rằng có thể chứng kiến toàn ca lớn lên bây giờ xem ra không có cơ hội này rồi toàn ca sợ hãi cẩn thận nhìn về phía lâm di sau đó lại quay đầu nhìn chu lão phu nhân trên giường chu lão phu nhân giữ chặt cánh tay của toàn ca vốn dĩ ta nghĩ rằng dành dụm nhiều tiền bạc ở phía thúc vụ cháu sau này cháu trưởng thành thì sẽ lập môn hộ cho cháu vừa nãy cháy nghe được lời của nhị thẩm cháu đừng nói là để dành cho sau này sợ rằng trước mắt cũng chẳng chống nổi nữa bà ta mỉa mai ruộng đất này cháu đừng nghĩ đến nữa cho dù thật sự phải bán nhà thì nhị thẩm cháu cũng tự có cách để mà tiêu tiền, chuyện của cha mẹ cháu. Bây giờ cháu vẫn còn nhỏ, ta sẽ không nói với cháu, sau này cháu hỏi vương phi cẩn thận, vương phi sẽ không lựa cháu. Lâm Di giật mình, chẳng nghĩ rằng Chu lão phu nhân lại nói như vậy với Toàn ca. Toàn ca ngoan ngoãn gật đầu. Chu lão phu nhân vô cùng hài lòng, ngẩng đầu tha thiết nhìn Lâm Di, trong tay ta vẫn còn một phần vốn riêng để toàn ca dùng để thành ra không chắc đã đủ, còn phải xem nó có chịu tiến lên hay không. Toàn ca vẫn còn nhỏ, ta không thể giao cho nó được, chỗ tiền này ta muốn nhờ cháu giữ, sau khi ta đi rồi, toàn ca đành phải giao phó cho cháu, lỡ như nó không thể ở tại nhà cũ nữa thì xin cháu và Nguyễn Triệt hãy nể mặt của lão thái gia, nuôi nấng nó nên người. Chu lão phu nhân đã hoàn toàn hết hy vọng với Quách thị, Lâm Di gật đầu, Thẩm nương hãy yên tâm, cháu sẽ cố gắng hết sức nuôi dậy toàn ca. Bệnh tình của lão phu nhân nguy kịch chẳng phải chuyện ngày một ngày hai, lão phu nhân đã có thể tự tay giao toàn ca cho nàng, nàng không thể quá mức chấp nhất với ân oán lúc trước được. Dù sao thì chu thập cửu cũng lớn lên trước mắt của lão thái gia và lão phu nhân, cho dù là vì ân tình này, cũng phải giúp toàn ca, huống chi trong lòng chu thập cửu không chỉ vì báo ân với chu lão thái gia mà vì thật lòng xem người là trưởng bối của mình. Chu lão phu nhân nghe được lời này, khẽ thở ra, cuối cùng cũng nở nụ cười, nắm chặt tay Toàn ca, đừng khóc, đừng khóc. Bà ta vừa nói vậy thì Toàn ca đã hòa khóc. Bầu không khí trong phòng cực kỳ một ngạt, thân ma ma cũng đứng ở bên gạt nước mắt. Lâm Di kéo Toàn ca đến bên nhẹ giọng an ủi, Toàn ca dần nín khóc, lúc này thân ma ma mới dẫn Toàn ca ra ngoài. Thẩm nương, Lâm Di nhìn Chu lão phu nhân không còn chút sức lực nào nằm trên giường, "Người còn nhớ nhũ mẫu của vương gia lúc nhỏ không?" Chu lão phu nhân cố mở to mắt, gật đầu rồi lại chậm rãi lắc đầu, "Đã nhiều năm trôi qua như vậy, không biết gặp lại còn có thể nhận ra nữa không?" Lâm Di nhìn về phía cùng mama, cùng mama gật đầu bước ra ngoài, ước chừng một chén trà sau, một người phụ nữ có mái tóc hoa dâm đỡ một lão thái thái đã qua 60 người gầy như que củi tiến vào. Chu lão phu nhân hiếp mắt nhìn sang, cẩn thận phân biệt người phụ nữ mập mạp kia thỉnh an Chu lão phu nhân. Lão phu nhân, người còn nhớ nô tỳ hay không? Nô tỳ là Trần Hương. Lúc vương gia còn bé là do nô tỳ trông. Lúc Trần Hương cười trên mặt sẽ có hai cái lúm đồng tiền. Chu lão phu nhân thấy quen mắt, thở dài một hơi, nói: Ta nhớ ra rồi. Trần Hương, Trần Hương gật đầu chu lão phu nhân lại nhìn lão thái thái kia lão thái thái run rẩy thỉnh an chu lão phu nhân lão phu nhân lão thân là về bà luôn giúp người đỡ đẻ lúc người sinh đại lão ra có tìm lão thân lúc đó lão thân đi thông châu không thể hầu hạ người khang vương gia là do chính tay lão thân bề ra khỏi phòng lão thân nhớ rõ năm đó khang vương gia sinh ra đã yếu ớt lão thân còn nhắc nhở lão quận vương gia phải tìm ngự y trong thái y viện tới chữa trị lão quận vương gia sốt ruột lắm đây là con nối dõi duy nhất của quận vương phủ không thể qua loa được lão quận vương phi cũng vì quá lo lắng cho khang vương gia nên mới để lại chứng bệnh sau sinh mặc dù lão thân đã từng đỡ đẻ nhiều lần nhưng mỗi lần đều nhớ rõ huống chi lại là hầu hạ chủ tử ở tôn thất danh trần hương bên cạnh cũng nói sau khi đỡ đẻ khang vương gia không lâu cả nhà vệ bà truyền về phủ trạch châu nếu không phải vì năm ngoái vệ bà vào kinh gặp lại con lớn thì nô tỳ cũng sẽ không gặp được vệ bà. Đầu tiên chu lão phu nhân hơi giật mình, dần dần cảm xúc bình ổn lại, lông mày đang nhíu cũng từ từ giãn ra. Trần Hương và vệ bà cáo lui ra ngoài, chu lão phu nhân nhìn về phía lâm di, cháu có lòng. Điều bà vẫn luôn không buông xuôi được là luôn hoài nghi liệu nguyên triệt có phải do triệu hữu và người phụ nữ bên ngoài sinh ra không? Bây giờ Trần Hương và vệ bà nói rõ bên giường bà, bà cũng có thể yên lòng nhắm mắt lầm gì sai người đi điều tra là muốn để nguyên triệt yên lòng có thể nói nàng không còn so đo chuyện bà làm lúc trước nữa chu lão phu nhân gật đầu mệt mỏi nhắm mắt lại bà đã tranh giành cả cuộc đời chẳng ngờ rằng lại rơi vào kết cục thế này trong đầu bà bất giác hiện lên hình ảnh chu nguyễn cảnh khi còn bé dáng vẻ tròn trịa khiến cho ai gặp cũng thích ai gặp cũng nói là có phúc khí là do bà quá mất thiên vị mà bỏ bê việc dạy dỗ Nguyễn Cảnh nên mới gặp phải kết cục ngày hôm nay. Nhưng nói đến sai thì không chỉ là sai. Triệu Hữu nếu có thể dành một chút tâm huyết của mình cho hai đứa con trai, nếu như có thể yêu thương chúng nhiều hơn, thì sao bà phải phẫn mất như vậy chứ? Chu lão phu nhân thở dài, khóe mắt ươn ướt. Thân ma ma tiễn lâm gì, trở lại phòng thì cúi thấp người hỏi lão phu nhân, thuốc đã sắc xong, người uống rồi lại ngủ nhé chu lão phu nhân gật đầu nhìn về phía thân ma ma danh sách đã đưa cho vương phi chưa thân ma ma đáp vương phi bảo nô tỳ ở cùng đó để kiểm kê sao chép thành hai tờ một tờ để ở chỗ nô tỳ một tờ do vương phi giữ chu lão phu nhân vui mừng chẳng ngờ lâm di khôn khéo nhưng lại là người ngay thẳng như vậy chỗ vốn riêng này giữ trong tay nó sau này nhất định sẽ còn nguyên giao cho toàn ca lúc lão phu nhân nói đưa đồ đạc cho vương phi giữ thân ma ma cũng giật nảy mình, vậy thì chẳng phải là đưa dê vào miệng cọp sao, nhưng dựa vào tình hình hôm nay, nước đi này của lão phu nhân là đúng. chu lão phu nhân suy nghĩ một lúc, đột nhiên mở to mắt nhìn thân ma ma, không thể dễ dàng tha cho quách thị được, coi như là ta chịu tha, thì chân thị chết oan cũng không đồng ý. Thân ma ma chăm chú, khom người đáp, người yên tâm. Nô tỳ đều dựa theo phân phó của người mà làm. Lâm Di từ phòng của lão phu nhân ra, đang nói tình hình của lão phu nhân với Tưởng thị thì Quách thị đỏ mắt đi tới, người nói xem bây giờ phải làm thế nào mới tốt đây, mẹ không chịu tin ta, Vương phi cũng biết tình hình trong nhà ta, nếu trưởng bối trong tôn thất danh tới nhà, Vương phi phải nói giúp ta. Đây là muốn khuyên nàng thời khắc mấu chốt hãy bỏ đá xuống giếng, hùng hăng đá cho lão phu nhân một cái. Quách thị lau khóe mắt, ta đã kiệt sức để chống đỡ cái nhà này nuôi dạy mấy đứa bé, nội tình trước khi quản gia đều ở đó, cho dù muốn thay đổi thì cũng cần phải có thời gian. Lời nói này một câu hai nghĩa, chẳng những đầy đại thái thái chân thị ra phía trước, lại còn để nhắc nhở nàng, toàn ca đang ở trong nhà cũ, nói không chừng toàn ca còn phải do nàng ta nuôi dưỡng nữa. Quách thị dùng toàn ca để uy hiếp nàng như vậy nàng chẳng biết nên khóc hay cười nữa, dù cho không nhắc đến điều này thì nàng cũng sẽ chẳng vì muốn đùn đầy toàn ca mà chung kẻ thù với quách thị lâm di mỉm cười khuyên quách thị nhị tẩu phải bàn bạc với thẩm nương cho tốt thẩm nương đang giận lắm đấy quách thị thoáng kinh ngạc lâm di và tưởng thị cùng lên xe ngựa lúc này tưởng thị mới hỏi nói sao thể có phải muốn giao phó toàn ca cho cô hay không lâm di gật đầu tưởng thị nghiêng đầu nhìn sang cô có đồng ý không lâm di đón ánh mắt của tường thị toàn ca đã hiểu chuyện có thể tự mình chọn ở lại nhà cũ hay là đi cũng chúng ta tới vương phu tường thị cười nhìn lâm di ta biết ngay cô sẽ làm vậy nếu là người khác thì chỉ hận không tìm được cơ hội để đối phó với lão phu nhân đối phó với lão phu nhân chứ không phải là với toàn ca sau khi sinh con nàng đặc biệt mềm lòng với trẻ con toàn ca cũng chẳng phải là một đứa bé tùy hứng chỉ cần nàng đối xử thật lòng Chắc hẳn bọn họ có thể chung sống hòa hợp. Trở về đến Vương phủ, Lâm Di mới vào đến cửa thủy hoa thì một bóng người bé nhỏ đã nhào vào trong lòng nàng, Lâm Di vẫn chưa kịp nhìn Hằng ca đã ngửi thấy một mùi hương quen thuộc trước. "Bạc Hà." Lâm Di lập tức nhíu mày, "Hằng ca, con lại đi hái bạc hà nữa rồi." Một bàn tay nho nhỏ bẩn bẩn lập tức xòe ra trước mặt nàng, trong lòng bàn tay là vài lá cây đã héo, "Mẹ, con có thơm không vậy?" một cánh tay nhỏ lập tức vòng lên cổ lâm di bàn tay còn lại ra sức xoa xoa lên người lâm di lâm di đứng thẳng dậy cả tay cả chân của hằng ca đều dùng để bám vào lòng lâm di rất giống một con nhện con hồ đào giật mình vội bước lên ôm lấy hằng ca nhị ra nhị ra nô tỉ đưa người đi rửa tay nào đúng lúc này nhụ mẫu và hai vị ma ma cũng tới hằng ca ôm chặt lâm di vừa tránh vừa kêu lên con không muốn con không muốn con muốn đi cùng mẹ cơ đứa bé mới ba tuổi mặc dù không quá nặng nhưng cửa quậy như vậy thì nàng cũng không chịu nổi lâm di nhỏ giọng nói với hằng ca được rồi được rồi mẹ bế con về nhé hằng ca lập tức cười sau khi về mẹ dùng bạc hà tắm cho con được không ạ à? hóa ra là vì vậy hôm qua huy ca về trong tộc học thì bị nổi rôm nàng mới sai người dùng bạc hà tắm rửa cho huy ca Lâm Di nhìn về phía nhũ mẫu bên cạnh, lát nữa dùng bạc hà tắm rửa cho nhị ra. Nhũ mẫu vâng giả, nhưng sắc mặt hơi mất tự nhiên. Sao vậy? Lâm Di hỏi. Nhũ mẫu và mấy bà tử đều nghiêm mặt, cuối cùng vẫn là ma ma bên cạnh mở miệng, nhị ra tới phòng của người, hái loại bạc hà mới của người. Bạc hà trong phòng nàng là loại mà thuyền buôn mới tặng cho Trương ngụy, nhân tiên sinh cố ý giữ lại hai chậu cho nàng, nghe nói có hương thơm của táo chẳng trách mùi trên người Hằng Ca làm nàng cảm thấy quen thuộc. "Mẹ ơi, bạc hà mọc nhiều lắm, con giúp mẹ hái nè. Hằng Ca có tốt hay không ạ?" À? Tháng trước Chu thập cửu mang về một gốc hoa lan, hái một đóa mọc đẹp cài lên đầu nàng, Hằng Ca thấy vậy cũng đi hái hoa lan, khiến cho chậu lan trở nên thảm đến chẳng nỡ nhìn. Đã có kinh nghiệm từ đó, nàng không cần nhìn cũng biết được mấy chậu bạc hà kia đã thành bộ dạng gì. Dù sao cũng chỉ là một đứa bé ba tuổi, chẳng lẽ nàng còn có thể vì bạc hà mà tức giận sao? Lâm Di ôm hằng ca bé bé mềm mềm nhận thua, tốt, hằng ca là tốt nhất luôn, nhưng lần sau không được tự mình hái, phải chờ mẹ trở về hải cùng nhé. Hằng ca nở nụ cười ngọt ngào. Lâm Di ôm hằng ca đến hành lang, cuối cùng cũng không đi được nữa, hai mẹ con ngồi trong định nghỉ ngơi một lúc, tiến nhi bên cạnh bên chuồn chuồn cỏ chiêu hằng ca muốn để hằng ca tự đi về viện hằng ca tựa đầu trên vai lâm di không nhúc nhích ra sức cọ cọ lâm di hai chân bé cuộn tròn thể nào cũng không chịu xuống đất tiền nhi thỏ đầu hằng ca làm mặt quỷ với nàng ấy lâm di không nhịn cười được ôm hằng ca mẹ không bế nổi con rồi con xuống đi bộ với mẹ nhé hằng ca không chịu đồng ý dính chặt lấy lâm di không đâu con không muốn đâu con muốn mẹ ôm cơ Hằng ca cực kỳ bám nàng. Điểm này khác với Huy ca. Có đôi khi nàng muốn nghiêm khắc hơn với Hằng ca, nhưng nghĩ lại con mới lớn từng này thì chẳng quyết tâm được. Ở trước mặt nàng thì dù là Huy ca hay Hằng ca đều rất tùy ý. Chu thập cửu cũng rất ra dáng cha nghiêm. Lúc bé mặc dù Huy ca rất sợ Chu thập cửu, bây giờ hai cho con lại ở chung rất hòa hợp. Trái lại là Hằng ca, lúc còn bị bộ tập nói rất thích ngồi trong lòng Chu thập cửu cười bây giờ hai cha con gặp nhau lại có hai kỳ quái cả hai đều có dáng vẻ kiêu căng giống nhau lâm di nói một lúc lâu hằng ca mới quệt mồm trèo từ trong lòng lâm di xuống chậm rãi đi bên cạnh lâm di qua cổng tròn huy ca cũng chạy tới cùng nhũ mẫu nhìn thấy lâm di thì vui vẻ kéo tay lâm di hằng ca vốn đang đi đoàn hoàng lập tức xoay người ôm lấy lâm di chiếm vị trí của huy ca huy ca tự động dừng lại nhìn đệ đệ Hằng ca nghịch ngợm cười, Huy ca thì cực kỳ ngoan ngoãn khiêm nhường. Tính cách của hai đứa bé khác hẳn nhau, Lâm Di buông một tay Hằng ca ra, một tay khác nắm chặt tay Huy ca. Hằng ca không vui biểu biểu môi, nhìn chằm chằm Huy ca, Huy ca nhất thời mềm lòng buông tay Lâm Di ra, ngoan ngoãn đứng ở bên. Hằng ca ỉ lại bên người Lâm Di, mẹ, không phải người muốn tắm cho Hằng ca sao? Mẹ mau đi, mau đi thôi lâm di ngồi xổm xuống chỉnh lại vạt áo của hằng ca để vợ cùng nhị đưa con và ca ca đi tắm nhé mẹ muốn tới phòng bếp xem sao một lúc nữa thì cha con về rồi hằng ca nhíu mày nụ cười trên mặt chẳng còn nữa con không muốn vợ cùng nhị con muốn mẹ tắm cho con cơ mẹ mới đồng ý mà cho dù lâm di nói thế nào hằng ca đều lặp lại hai chữ con không con không con không Lâm Di bất đắc dĩ nhìn về phía Huy Ca bên cạnh. Huy Ca à, không nhịn được mà nói giúp cho đệ đệ, mẹ đồng ý với đệ đệ đi mà. Hằng Ca không chớp mắt, bướng binh nhìn Lâm Di, Lâm Di sụ mặt mà Hằng Ca cũng không chịu cúi đầu. Đứa bé mới lớn thế này mà đã như vậy, sau này ai có thể quản được cơ chứ? Lâm Di nói khẽ, Hằng Ca, con phải học ca ca con, con nhìn ca ca hiểu chuyện thế mà. Con không, con không con không học ca ca đâu. Đứa bé nè, Lâm Di còn muốn tiếp tục dạy dỗ hàng ca. Ngày mai mời gia sư đến dạy quy củ cho chúng. Lâm Di nghe thấy tiếng của Chu Thập Cửu, quay đầu nhìn. Quan phục màu hải đường làm nổi bật vẻ uy nghiêm của chàng, đặc biệt là trước mặt bọn nhỏ, Chu Thập Cửu hiểm khi nở nụ cười. Lâm Di đứng dậy đón Chu Thập Cửu, sớm vậy đã hạ chiều rồi sao? Lý Thượng Thư muốn tìm gia sư cho con trai, hỏi chuyện của huy ca với ta bọn ta đã hẹn cùng nhau đi gặp triệu tiên sinh chỉ có khi nói chuyện với mẹ thì tiếng của cha mới có thể nhẹ nhàng như vậy huy ca nhìn hằng ca muốn để đệ đệ hiểu được điều này lâm di cười đáp phải chuẩn bị lễ vật thể nào vậy triệu tiên sinh không phải người dễ mời người tới nhà xin học không ít mà triệu tiên sinh cũng chỉ nhận hai ba học sinh đệ tử nổi bật trong kinh không thiếu huy ca lại không giống với hậu bối trong những môn đệ thư hương kia hai ba tuổi đã bắt đầu học vỡ lòng nhưng cha mẹ thì luôn muốn con cái mình tốt hơn thật ra triệu tiên sinh dạy ở nhà huy ca đến học cũng tốt không nhất thiết phải độc chiếm tiên sinh tốt như thế tính cách triệu tiên sinh cổ quái lúc triều đình mới xây dựng thư viện muốn mời hắn làm tiến sĩ hắn cũng không chịu bây giờ người đến xin học ngày càng nhiều triệu tiên sinh liền có ý muốn ra làm quan như vậy thì nếu muốn tới thư viện học, phải được triệu tiên sinh đồng ý. Lâm Di cười, Lý Thượng Thư cũng nghĩ đến điều này nên mới vội cùng vương gia đến triệu gia. Nghe cha mẹ nói chuyện, hằng ca kéo tay Huy ca, nói ca ca kìa, ca ca thích triệu tiên sinh kia sao? Mẹ đã từng nói, triệu tiên sinh là người giỏi nhất. Huy ca gật đầu, hằng ca kinh ngạc nhìn Huy ca, ca ca muốn tới thư viện đọc sách sao? Vậy thì để làm sao giờ? huy ca không hiểu lắm muốn mời tiên sinh đến vương phủ làm gia sư có quan hệ gì với việc đến thư viện chứ ca nếu như huynh không thích có thể không học không phải ca ca thích bắn cung sao sao không đợi mấy năm nữa rồi tìm sư phụ dạy võ công đến học với triều tiên sinh kia có gì hay chứ huy ca cau mày suy nghĩ mẹ nói muốn học võ thì phải đợi vài năm nữa ông ngoại liền bảo có thể tìm tiên sinh đến dạy ta đọc sách trước bản thân huynh thì sao huynh muốn thể nào? Hằng ca ngẩng đầu hỏi ca ca. Huy ca hơi kinh ngạc, từ trước đến giờ bé chưa bao giờ nghĩ đến việc này. Huy ca cực kỳ nghiêm túc nhìn đệ đệ, như vậy thì không đúng. Chúng ta phải nghe lời trưởng bối nói, giờ đệ còn nhỏ, sau này sẽ hiểu rõ. Lâm Di sai vợ cùng nhị lầy lễ vật đã chuẩn bị sẵn cho Triệu Tiên sinh ra. Triệu Tiên sinh thích sách viết tay của Liễu Thiêm, vừa hay cửa hàng tranh mới mua được một bộ sách mới của Liễu Thiêm. Lâm Di bèn đợi đến thời điểm thích hợp mới lấy ra. Lâm Di hầu hạ chu thập cửu thay quần áo, trường bào thiêu hoa chìm màu xanh ngọc, đều đã chuẩn bị xong, chỉ chờ vợ cùng nhị lấy lễ vật đến. Qua một lúc lâu vợ cùng nhị mới vội vội vàng vàng vào phòng. Không thấy bọc lễ vật đầu, Lâm Di nhìn về phía vợ cùng nhị, sao vậy? Vợ cùng nhị gấp gáp, mặt trắng như giấy, sách muốn tặng cho Triệu Tiên sinh không thấy đâu nữa trước đó còn để ở trong phòng xếp phía tây, nô tỳ muốn mang bồn cây cảnh và bọc sách đến, vậy mà chớp mắt lại không tìm thấy nữa. Hồ Đào cũng dẫn mấy nha hoàn vào, đều đã tìm khắp rồi, trong phòng không có à. Gia quy của vương phủ rất nghiêm, đến giờ vẫn chưa từng xảy ra sự việc như vậy, Hồ Đào cũng là nha đầu cẩn thận, luôn quản thúc tốt mấy tiểu nha đầu khác. Trong phủ chưa đến mức xảy ra chuyện trộm cắp, Lâm Di Nhiệm mặt hỏi, có phải để quên ở đâu không tìm lại cẩn thận xem vợ cùng nhị gật đầu hồ đào cũng lui xuống tìm một lát sau lại đến hành lễ vẫn không thấy thư phòng cũng đã tìm rồi à hôm nay không có sách nào được trả về cả vậy thì lạ thật chẳng lẽ tự nó có thể biết mất hay sao mọi người đang tìm kiếm khắp nơi thì hạ nhân trong cửa đến bẩm báo lý thượng thư đến rồi à không thể để cho lý thượng thư chờ lâu được lâm di hỏi vợ cùng nhị bộ nghiên bút kia đã chuẩn bị xong chưa? vợ cùng nhị vội gật đầu chuẩn bị xong rồi à. vậy thì đưa lễ vật này đi trước. bộ nghiên bút kia cũng là do nàng mất công chọn ra. triệu tiên sinh hẳn sẽ thích. lâm di phân phó hồ đào. còn cả hộp mực tàu tử quân tử kia nữa, lấy tới đây đi. một lát sau hồ đào quay lại, lo sợ bất an nhìn lâm di, hộp mực kia cũng không thấy a. À. không phải mất một thứ, chẳng lẽ có trộm vào nhà sao? Cùng mama nghe tin thì vội chạy tới, vẻ mặt cảnh giác, nô tỳ thấy vẫn nên gọi quản sự ở tiền viện đến, giả soát lại trong phủ. Nếu là do hạ nhân không tuân thủ phép tắc thì là chuyện nhỏ, nhưng nếu có trộm thì không thể để như vậy được. Nói đến kẻ trộm, Lâm Di và Chu Thập Cửu nhìn nhau, nếu thật sự có kẻ xấu, có thể trộm đồ trong phòng của Chu Thập Cửu thì sẽ không chỉ trộm mỗi hộp mực tàu và tàng thư. Chu Thập Cửu nghi ngờ, một hồi lâu sau mỉm cười, tối nay ta sẽ không về quá muộn, chuẩn bị đồ ăn, không chừng Lý Thượng thư sẽ tới cửa làm khách. Bên phía Triệu Tiên Sinh sẽ không giữ bọn họ ở lại ăn cơm. Lâm Di gật đầu, tiễn Chu Thập Cửu ra ngoài. Đợi khi Lâm Di trở về, cùng mama cẩn thận thương lượng đối sách, nếu không muốn gióng trống khua chiêng, vậy thì lặng lẽ điều tra, nô tỳ nhất định có thể tra rõ ràng. Vương gia và vương phi không để người lục soát phủ đơn giản là sợ ẩm ý làm trò cười cho người khác, đặc biệt là chuyện trong phòng chính, kẻ bị hoài nghi đầu tiên là người bên cạnh vương phi. Tiểu nha hoàn trong phòng biết được tình hình thì nhìn lẫn nhau, ai cũng e ngại, quản sự muốn tra kỹ trong nội viện, tự nhiên sẽ tra xét cả đồ đạc của bọn họ, kẻ không trộm đồ không có nghĩa là sẽ không trở thành kẻ chết thay, đặc biệt là mấy tiểu nha hoàn mới vào phủ bảo mọi người lui xuống hết đi. Lâm Di phân phó Hồ Đào, sắc mặt của tiểu nha đầu trong viện đều khó coi, không cần phải dọa bọn họ như vậy. Vợ cùng nhị hơi ngạc nhiên, mặc dù Hồ Đào không quá rõ ràng, nhưng vẫn hiểu ý của Lâm Di, vội sai bảo người lộng ảnh, Lộng Nguyệt bên cạnh ra ngoài an bài. Lâm Di ngồi xuống phản ở gần cửa sổ, bưng chén trà lên uống, hai món đồ đều là để tặng cho Triệu Tiên Sinh người không muốn để triệu tiên sinh đến làm gia sư là ai người có thể lấy đồ ngay dưới mắt mọi người mà chẳng ai đề phòng là ai cứ bình tĩnh suy nghĩ như vậy người có thể làm việc này chẳng nhẽ là lâm di ngẩng đầu nhìn cùng ma ma có phải huy ca không muốn đọc sách không nhụ mẫu bên người huy ca là do cùng ma ma tìm bình thường hay nói chuyện với cùng ma ma nếu như có chuyện gì của huy ca mà lâm di không biết được thì cùng ma ma cũng có thể biết phong phanh Cùng ma ma ngây người chốc lát, không thể nào, thể tử ra là người hiếu học, nếu không thì người đã chẳng tìm tiên sinh dạy vỡ lòng cho thể tử ra sớm như vậy. Vốn dĩ nàng chưa nghĩ đến chuyện dạy vỡ lòng cho Huy Ca, mà là Trần Hương, ma ma từng hầu hạ Chu Thập Cửu nhắc đến, Chu Thập Cửu ba tuổi đã biết chữ, lúc đó nàng mới nhớ đến Huy Ca, dù sao cũng chỉ là dự thính trong lớp của triệu tiên sinh mà thôi, không thật sự muốn mời gia sư đến nhà. Nàng thương lượng với Huy ca, Huy ca cũng cảm thấy hứng thú với việc đọc sách. Nàng không muốn khi Huy ca vẫn còn nhỏ như vậy đã ép buộc con. Cùng mama hiểu ra, người nói, "Là thể tử ra. Hôm nay vương phi ra ngoài, thể tử không vào phòng, vậy thì là ai?" Lâm Di suy nghĩ một chút, "Hôm nay có những ai tới đây?" Hồ Đào còn chưa nghĩ ra ai tới đây thì Lâm Di lại hỏi, "Hằng ca có đến chơi hay không?" Nhị gia, hồ đào và vợ cùng nhị nhìn nhau gật đầu, vương phi tới trịnh gia thì nhị gia có tới chơi. Không biết lấy con diệp từ đầu dọa cho bọn tiểu nha hòa trốn đông trốn tây. Tính cách của thế tử gia và nhị gia hoàn toàn khác nhau, một người thì trầm tĩnh, một người lại quá hoạt bát. Nhưng một đứa trẻ mới bốn tuổi thì lấy những thứ kia làm gì chứ? Lâm gì nhớ tới vẻ mặt kỳ quái của hằng ca lúc nghe chuyện muốn đến chỗ triệu tiên sinh. Lâm Di phân phó cùng Mama gọi Thế Tử ra đến đây. Cùng Mama trần chờ, hay là hỏi lại hạ nhân trong phòng, hỏi rõ ràng rồi lại tính tiếp. Lỡ như đổ oan cho Thế Tử ra thì sao? Từ trước đến nay cùng Mama đều thích Huy Ca, sợ nàng nghi ngờ Huy Ca vô căn cứ. Ta không mắng nó, chỉ muốn nói chuyện với nó thôi. Nàng là mẹ của Huy Ca, còn có ai để ý con nàng hơn nàng sao? đừng nói là nàng chẳng hề hoài nghi huy ca làm việc này cho dù là huy ca làm nàng cũng sẽ không giống chống khua chiêng chất vấn con điểm này nàng học được từ tiểu tiêu thị lúc còn nhỏ cho dù nàng và ca ca làm sai chuyện gì tiểu tiêu thị cũng không tức giận trước mà kiên nhẫn hỏi han hằng ca đặt một thanh đường trên đất tập trung tinh thần nhìn kiến dọn nhà một lúc sau tiên nhi tới thưa vương phi gọi thể từ ra đi rồi à hằng ca hồi hồn chuyện gì thế tiên nhi lắc đầu không biết ạ à, có lẽ là có liên quan đến lễ vật tặng cho triệu tiên sinh hằng ca lập tức phun cọng cò trong miệng ra đứng dậy chạy đến viện của mẹ tiên nhi và mấy nha đầu vội chạy theo sau mới đến cửa viện hằng ca đã nghe được giọng nói nghiêm nghị của mẹ nói với mẹ sao con lại muốn như thế hằng ca ngẩng mặt lập tức đẩy cửa bước vào đến rồi lâm di ngẩng đầu lên cố ý kinh ngạc, hẳn ca, sao con lại đến đây? Mẹ đang nói chuyện với ca ca của con, con chờ một lúc nữa hãy đến. Đuổi bé đi và vì muốn gian dậy ca ca. Hẳn ca nhíu mày, là con giấu những lễ vật kia đi, ngay trong sơn độc ở hậu hoa viên. Huy kia bên cạnh cũng tranh nói, không phải do đệ đệ, là con, là con. Lâm gì không nhìn hằng ca, nhìn kỹ Huy ca, sao lại là con? con không muốn đọc sách với Triều Tiên sinh sao? Huy ca dùng sức lắc đầu, con muốn. Con muốn. Con muốn đọc sách với Triều Tiên sinh. Rõ ràng là muốn học bắn cung, lại nói rằng muốn đọc sách. Hàng ca chạy tới ngăn ở giữa mẹ và ca ca. Một tay kéo mẹ, mẹ tới đây, con cho người xem cái này. Lầm gì cũng muốn biết rốt cuộc hàng ca nghĩ gì, dẫn Huy ca đến viện của hàng ca. Trên mặt đất có một thanh đường, có kiến lởn vởn phía trên. Mẹ, người không thấy ca ca giống những con kiến này sao? Bởi vì một thanh đường mà không đi chỗ khác được, chỉ có thể bị buộc chặt ở đây. Lâm Di không khỏi kinh ngạc. Ca ca vẫn luôn muốn học cha, thật ra ca ca chỉ có hứng thú với việc bắn cung thôi, vì sao lại phải miễn cưỡng học văn chứ? Triệu Tiên Sinh tuy rằng tốt, nhưng không nhất định là tốt với ca ca, hằng ca nháy mắt, chuyện của ca ca có thể để huynh ấy quyết định được không ạ? À? làm người tốt hay người xấu, trung thần hay là gian thần, đều là chuyện của bản thân mình. Ai nói rằng gian thần thì sẽ không có lợi cho xã tắc chứ? Lâm gì nhíu mày, rốt cuộc nàng đã sinh ra đứa bé thế nào vậy? Đến cả trung gian cũng không phân biệt. Trung là trung, gian là gian. Vậy mẹ nói xem, cha là trung thần hay là gian thần? Vì sao phe ngũ vương gia tại nói cha là gian thần? Câm trận thì phản bội, hoàng thượng tại khen cha là trung thần là nhân tài trụ cột của đất nước hằng ca rất nghiêm túc nếu con có con con sẽ kệ nó muốn làm gì thì làm chỉ cần có thể đứng ở thế bất bại thì làm gì cũng là đúng lâm di đột nhiên cảm thấy đau đầu nàng chưa từng nghĩ tới sẽ có ngày nàng bó tay trong chuyện giáo dục con cái hằng ca sau này sẽ thành người thế nào con cái của bé sẽ thành người ra sao đây không phải là chuyện mà nàng có thể dự đoán được bạn đang nghe chuyện trên kênh Holic Audio. Chương 371, ngoại truyện, nhân duyên. Lang Huyên, Lâm Di bước vào phòng thấp giọng gọi người trên giường. Châu Lang Huyên chậm rãi mở mắt, trên mặt nở nụ cười, Khang Vương phi đến rồi. Nói đoạn nàng muốn đứng dậy, bụng đã to, cánh tay nhỏ gầy, nhìn trông vô cùng ốm yếu, dường như đến cả hít thở cũng khó khăn. Sao lại đến mức này, thuốc của nhân tiên sinh tỷ uống chưa? Châu Lang Huyên gật đầu, nếu không uống thì đã không thể trụ đến ngày hôm nay rồi. Bây giờ ta chỉ mong có thể thuận lợi sinh con, lưu lại một đứa con nối dõi cho tề ra. Từ khi cả nhà quốc cựu bị định tội, cơ thể của Châu Lang Huyên cũng dần yếu hơn, lại thêm việc sinh non trước đó khiến cho khí huyết bị tổn thương nặng nề. Bấy giờ mặc dù miễn cưỡng bảo vệ được đứa bé nhưng lại như đèn đã sắp tắt. Lâm gì nhíu mày, sao tỷ lại mốc như thế? Vì đứa bé tỷ phải thoải mái tinh thần, tĩnh dưỡng thân thể chứ. Châu Lang Huyên lắc đầu, đôi mắt bỗng nhiên đỏ lên, đứa bé có cha thì tốt. Tốt hơn so với việc ở cùng ta, ta là người không may mắn, nếu như chẳng phải do ta thì tề gia đã không bị liên lụy, Trọng Hiên cũng sẽ không phải chịu ấm ức, luôn không được triều đình trọng dung. Bao nhiêu năm rồi mái kinh sử cứ như thế mà uổng phí, nếu nàng ấy chết, Trọng Hiên có thể tái giá sẽ có thể thay đổi tình trạng hiện nay châu lang huyên ngẩng đầu nhìn lâm di trái lại là muội có còn hận ta không lâm di vươn tay nắm chặt tay châu lang huyên đã bao nhiêu năm rồi sao tỷ vẫn còn nhớ mãi không quên chứ nếu ta vẫn hận tỷ thì hôm nay sẽ chẳng đến đây châu lang huyên ho khan đều tại tạo hóa trêu ngươi sai một ly đi một dặm không bước chân ra khỏi nhà bao nhiêu năm nay nỗi lòng của Châu Lãng Huyên vẫn dừng ở tại thời điểm ấy. Khang Vương gia tới rồi, đã đến tiền viện nói chuyện với lão gia. Hạ nhân đến bẩm báo. Châu Lang Huyên ngẩng đầu nhìn Lâm Di, ánh mắt Lâm Di phức tạp, dường như có lời gì đó khó nói. Chẳng lẽ Trọng Hiên xảy ra chuyện gì? Châu Lang Huyên lập tức căng thẳng, nhất định là đã xảy ra chuyện, nếu không thì vợ chồng Khang Vương sẽ không đến đây lúc này. Châu Lang Huyên dãy dụa ngồi dậy, ta ta đi xem xem, đã đến lúc này rồi, tỷ còn muốn có sức sao, Lâm Di ngừng một chút, có chuyện gì thì một lúc nữa tỷ hỏi nhị ra là được, cần gì phải chạy tới nghe chứ. Trọng Hiên nào chịu nói những chuyện này với nàng ấy, trái tim của Châu Lăng Huyên như bị bóp chặt, dường như thở cũng không xong, các người đều gạt ta, còn nói là muốn để ta giải sâu. Lâm Di không khuyên được, đành phải đỡ Châu Lăng Huyên dậy thay quần áo, chậm rãi đến thư phòng ở tiền viện. Hai người đứng ở ngoài cửa, chỉ nghe thấy trong phòng truyền ra tiếng của Chu Nguyên Triệt, ngươi định làm thế nào đây? Sau đó là giọng khàn khàn của Trọng Hiên, ngày mai ta sẽ dâng tấu xin từ chức, bây giờ phu nhân bệnh, ta. Ta nên ở lại trong nhà, tay của Châu Lang Huyên bỗng nhiên run rẩy, nước mắt lập tức chảy xuống. Tiện nội như ngày hôm nay đều là lỗi tại ta, nhà mẹ nàng bị vạch tội không nơi nương tựa, ta lại chẳng thể khuyên nàng bớt buồn, bây giờ nàng ấy mang thai, chẳng biết lớn nhỏ có thể bình an hay không, kể cả có tiền đồ tốt hơn thì ta cũng không cần tranh, chỉ mong mẹ con nàng ấy bình an, mong trời cao có thể chiếu cố, đây là phúc khí lớn nhất của ta rồi. Tiện nổi, khiêm sưng vợ mình lâm di chợt thấy mờ u bàn tay ấm ấm, nước mắt của châu lang huyên rơi lên trên. Khoảng cách giữa hai vợ chồng họ chỉ là lời nói này mà thôi. Lâm Di vươn tay đẩy cửa ra, tề trọng hiến kinh ngạc nhìn châu lang huyên đứng ở cửa nàng ra ngoài làm gì sao lại làm vậy chứ tề trọng hiên vội vàng bước lên đỡ lấy châu lang huyên châu lang huyên đã khóc không thành tiếng Lâm Di nhìn về phía chu nguyên triệt chu nguyên triệt đặt tấu sớ trong tay lên bàn ta mời lại bộ sắp xếp xem sao đợi sau khi vợ người sinh xong thì người dẫn cả nhà rời kinh nhậm lại chức chi phủ đi thôi châu lang huyện khó tin mở to mắt không ngờ triều đình cuối cùng cũng trọng dụng lão gia. Nhìn hai người trong phòng vừa mừng vừa lo, Lâm Di nói, không còn sớm nữa, chúng ta cũng nên hồi phủ, nàng lấy phương thuốc từ trong tay hồ đào, đây là thuốc mà nhân tiên sinh mới điều chế, tỷ uống vào nhất định có thể thuận lợi sinh con. Châu Lang Huyên nhìn phương thuốc gật đầu, Tề Trọng Hiên cũng vô cùng cảm kích, vái tạ Chu Nguyên Triệt và Lâm Di, tinh thần đều đặt ở trên người Châu Lãng Huyên tự mình đỡ nàng ấy vào phòng trong nghỉ ngơi. Từ tề ra ra, Lâm Di bước chậm rãi bên cạnh Chu Nguyên Triệt, đột nhiên bàn tay ấm áp được Chu Nguyên Triệt nắm chặt. Nụ cười của Chu Nguyên Triệt cực kỳ sâu xa, nhân tiên sinh có bắt mạch cho nàng hay không? Lâm Di khẽ giật mình, không hiểu rõ lắm. Chu Nguyên Triệt mím cười, nụ cười trong trẻo xa vời, nàng cũng nên sinh cho ta một đứa con gái. Lâm Di nhìn xung quanh, sợ bị người khác nghe thấy ngẩng đầu nhìn vào mắt của chu nguyên triệt đã thành thần bao nhiêu năm rồi mà hễ đối mặt như vậy nàng vẫn cứ đỏ mặt nụ cười yêu nhã như đám mây xa tận chân trời chẳng thể chạm tới được kia sẽ mãi mãi ở lại bên cạnh nàng con diều ta vẫn nhớ sự việc năm đó nhắm mắt cẩn thận nhớ lại làn gió chim chóc cây cối từng gương mặt năm đó vẫn rõ ràng như vậy chính là năm đó đã thay đổi toàn bộ vận mệnh của ta và người thương gia. Con gái của quan thuận thiên phủ thường thị, ta nghe thấy nội thị gọi tên ta, vội nhận chậu hoa lan từ tay hạ nhân bước vào cửa cung. Đây là khoảng thời gian mà khuê tú trong kinh thành chờ đợi tuyển phi tần, ta cũng theo lệnh triệu tập vào cung, nhìn khuê tú đi lại, ta không khỏi mừng thầm, người muốn vào cung làm phi tần nhiều không kể xiết. Người có dung mạo như ta thì chẳng qua chỉ đi ngang qua sân khấu mà thôi đến cả mẹ ta cũng đã sớm dự liệu được kết quả lúc tiễn ta ra xe ngựa còn dặn đi dặn lại chịu đựng mấy ngày rồi về là xong rồi ta thật sự muốn cảm thán rằng hiểu con không ai bằng mẹ sao thường tiểu thư lại mang theo bồn hoa lan nghe được tiếng nội thị hỏi ta hành lễ đây là giải bội do tiểu nữ tự tay trồng mấy ngày nữa chính là thời kỳ ra hoa giải bội là loại hoa lan hiếm có nội thị dường như hiểu lời này của ta thành đây là đồ vật mà ta dùng để hối lộ ông ta nhìn hoa lan nở nụ cười ta ôm chặt hoa lan hơn ta sợ không nhìn thấy hoa nở nên mới mang vào cung mặt của nội thị lập tức cứng ngắc ông ta phất tay để công nhân bên cạnh dẫn ta bước vào cửa cung so với những tiểu thư khác đang khẩn trương và tò mò ta có vẻ quá mức bình tĩnh ngẩng đầu nhìn bốn phương trời nơi này mang lại cho ta cảm giác bị đè nén ngột ngạt ta không thích nơi này. đợi kỳ tuyển từ kết thúc, ta sẽ lập tức lao ra khỏi đây. dù là ở trong khuê phòng thì đó cũng là thế giới nhỏ của riêng ta. mà nơi này thì chưa từng thuộc về ai cả. thường tiểu thư, người ở đây à? ta nhìn căn phòng nửa mới nửa cũ, ở góc phía tây của cung, một phòng nhỏ không đáng chú ý. trong phòng chỉ có mùi của bụi đất. ta bưng hoa vào cửa, đặt hoa lan ở phía đầu giường cành lá xanh tươi của giải bội dường như tăng thêm cảnh sắc cho toàn bộ căn phòng dựa vào đức hạnh dung mạo của tiểu thư thì chỉ cần tốn một chút công phu là nhất định sẽ được tuyển chọn cung nữ dung hy nói như vậy thoáng vẻ chờ đợi dường như dung hy cho rằng đã hầu hạ đúng chủ từ sau này sẽ có được tiền đồ tốt nàng ấy không hề biết rằng vị trước mắt nàng ấy đã sớm ôm tâm tư ăn uống miễn phí cọ sát vài ngày rồi bay khỏi hoàng cung ta cảm thấy như thế này rất tốt. Ta vừa loay hoay với hoa cỏ trong viện vừa nói. Hạ nhân khác trong phòng nhìn thấy bộ dạng này của ta đã mất hết lòng tin. Chỉ có nha đầu dung hy này vẫn không rời không bỏ theo sát ta. Tiểu thư thích hoa cỏ như vậy sao? Bởi vì chúng thật nhất, người thật tâm đối đãi với chúng, chúng sẽ lớn thật tốt. Dung hy cũng bị ta nói đến mức động lòng, mắt nhìn những cảnh cây mây nhú, dường như đúng là như vậy. Đôi khi ta lén nghĩ rằng đôi chủ bộc này đúng là không cứu nổi nữa. Các tiểu thư trong cung, có người đến nói chuyện cùng với Hoàng Thái Hậu, có người đến ngự hoa viên thả diều, ngâm thơ, vẽ tranh thi triển tài năng, chỉ có ta thành thật nhất, thỉnh thoảng mới xuất cung đến nơi, hẻo lánh trong vườn hoa hóng mát. Hoàng thượng ngài nhìn kia, diều bay cao quá. Cách đó không xa truyền đến tiếng nói chuyện, trong lòng ta căng thẳng, hốt hoàng nhìn về dung hy, muốn mau chóng rời khỏi đó bay cao thì cũng có tác dụng gì chứ, cuối cùng cũng chẳng thẳng được dây thừng đang trói buộc nó. Tiếng nói ấy giống như khát vọng đầy cõi lòng nhưng lại phải thất vọng, ta thường nghe thấy từ miệng ca ca, nhưng ca ca ta là công tử phong lưu nổi danh ở Kinh Thành, những lời ấy chỉ nói để cho cha ta nghe mà thôi, chờ lúc cha rời khỏi, trong nháy mắt huynh ấy lại cười đùa hớn hở Từ xưa đến nay quân vương là người muốn gì được nấy, rốt cuộc chuyện gì mới có thể ai oán như vậy trong lòng ta cũng muốn biết, huống chi ai chẳng muốn nhìn xem hoàng đến trên long ỉ có dáng vẻ thế nào chứ. Ta đi đến rừng trúc, cẩn thận nhìn ra ngoài. Thiên tử trẻ tuổi ngồi trên bậc thang, cái bóng kéo dài. Sau khi nhìn thấy, ta muốn dẫn Dung Hy rời đi, lại bị nội thị trông thấy, ai ở đó. Vốn dĩ là tình cờ gặp nhau, nhưng từ đó lại giống như hai sợi dây thừng bằng bông giao nhau, cứ thế mà vướng mắc. Có lẽ từ khi đó, trong đầu ta đã không thể quên được vị thiên tử đầy trì khí, nhưng lại không thể không chịu ấm ức đề cầu toàn, cho nên ta mới nói cho ngài đạo lý khi thả diều. Hoàng hậu, giọng nói trên giường run rẫy. Ta tiến tới nhìn, thấy dáng vẻ tiểu tụy trên mặt ngài, thái y viện đã hết cách, đại nạn của ngài ấy đã đến, người mà ta bầu bạn cả một đời đã sắp ra đi rồi. Đến bên kia, chấm sẽ bồi tội với phụ huynh của nàng. Người sắp chết luôn nghĩ tới chuyện mình hối hận, sau đó muốn dùng sự sám hối để đổi lấy sự yên lòng. Ta không nói gì, ngài vươn tay nắm chặt tay ta, chấm luôn nhớ lần đầu tiên nhìn thấy hoàng hậu. Nàng giảng cho chấm câu chuyện thả diều. lúc đó chấm cảm thấy nữ tử này thật thông minh thật to gan dám giả mồm át lẽ phải. Hoàng hậu, nói lại những lời kia một lần nữa cho trâm nghe được không? Ta mỉm cười, gió càng lớn, sợi dây thừng càng căng thì dây thừng càng dễ đứt chính là lời nói này khiến ngài ấy chú ý tới ta cũng nhận định rằng ta là một nữ tử ham mê quyền lực bất giác ta tiến cung làm hoàng hậu ngài hao tâm phí sức cuối cùng thành con diều đứt dây tự do tự tại bay lượn trong trời đất riêng của ngài mà thương gia lại trở thành sợi dây bị cắt đứt rơi trên mặt đất ngã xấu vào bùn lầy sau khi biết tin phụ huynh chết ta lại nhớ tới thời khắc ta được chọn làm hoàng hậu, tiếp chỉ rồi trở lại phòng, chờ mắt nhìn hoa lan trên bàn bỗng nhiên rơi xuống, ta không hề biết rằng, trong thời khắc ấy, cuộc đời ta đã héo tàn. Trà mi nở hoa, cả đời ta bị ép buộc cùng lời thề gắn bó trọn đời với thiên tử. Hoàng đế run rẩy, ngài đang sợ, sợ rằng cứ thế mà nhắm mắt, sợ phải rời đi trốn phồn hoa thịnh thể của ngài ấy. Ta nâng váy lên giường, đưa tay ôm lấy hoàng đế nhẹ nhàng vỗ lưng ngài, đừng sợ, đừng sợ, ngài ấy không dùng cái uy của thiên tử bác bỏ ta, ngài ấy quả thực vô cùng sợ hãi. Sinh mệnh kết thúc sẽ mang tất cả của ngươi đi, ngươi càng nắm giữ nhiều thì sẽ càng cảm nhận được nhiều đau khổ, ngay trước mắt cây chết, chẳng có ai kiên cường cho được. Nhẹ giọng trấn an, khiến cho thiên tử bình tĩnh lại, ngài ấy cố chấp kéo món tay của ta. Dường như chỉ có ta mới có thể chỉ đường cho ngài như con diều đứt dây sớm muộn gì cũng phải rơi xuống đất kiếp sau trầm vẫn muốn tìm hoàng hậu ta quay đầu nhìn về phía bên ngoài cửa sổ loáng thoáng nhìn thấy con điều bỗng nhiên rơi trên đất ta mỉm cười hoàng thượng ngài có biết không ta không rời không bỏ như vậy là muốn thực hiện lời hứa của ta đối với ngài ta tin thế gian này có luân hồi sợ rằng kiếp này thiếu nợ thì kiếp sau phải trả lại toàn bộ Điều ta sợ chính là kiếp sau vẫn gặp lại ngài. Kiếp này đã vậy, kiếp sau vĩnh viễn không gặp lại. Trà mi vừa nở mùa hoa hết rêu biết tường bên mọc có gai. Ước hẹn của ta và ngài đã kết thúc rồi. Hoa trà mi là một hoa nở vào mùa hè, màu trắng. Hoa trà mi nở là dấu hiệu báo rằng thời thanh xuân của người rớt con gái đã trôi qua, cũng có nghĩa là một cuộc tình kết thúc. Phần này đến đây là hết. Nếu các bạn yêu thích kênh hãy nhấn theo dõi nhé cảm ơn các bạn